Trong kiến trúc, không gian ánh sáng là thứ không thể thiếu cho mỗi ngôi nhà. Sự chan hòa của nắng, cảm nhận được màu xanh từ các giác quan luôn mang đến cho con người ta một sức sống và hạnh phúc tột đỉnh. Để thực hiện quyết tâm chinh phục không gian ánh sáng thiên nhiên đó, năm 2010, Kara Group đã quyết định thành lập công ty cổ phần thế giới cửa châu Âu, mang cả thế giới đến ngôi nhà của bạn. Với các dòng sản phẩm, cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép, vách tăm kính, mặt dựng tường kính được nhập khẩu từ châu Âu. Với kinh nghiệm tâm huyết của người chèo lái con thuyền Kara Windows, cùng với sự động viên ủng hộ toàn diện của các thành viên đồng sáng lập, đã giúp sức cho Kara Windows vượt qua được khó khăn thăng trầm của thị trường trong áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh để tồn tại phát triển đến ngày nay. Để có được nền tảng sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, ổn định ngay từ ngày đầu thành lập, Kara Windows đã xác định rõ trọng tâm đầu tư dây chuyền đồng bộ từ châu Âu, đặc biệt những máy chủ chốt tự động hóa cao, được nhập từ hãng Elumatech. Để đáp ứng tiến độ, độ chính xác và năng suất lao động, Kara Windows đã đầu tư hệ thống đồng bộ thiết kế báo giá, thiết kế sản xuất, quản lý tem mã vạch, kho hàng bằng phần mềm chuyên dụng Raw Workshop nhập khẩu từ châu Âu và phần mềm chuyên dụng sản phẩm cao cấp dành riêng như Tech Design cho nhôm Techno Cộng hòa Pháp, Orga Data cho nhôm Weck Cộng hòa Liên bang Đức. Kara Windows đã bước tiếp và gây dựng được uy tín trên thị trường, được kết nạp là hội viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và hợp tác thành công với các đối tác nhà cung cấp lớn trên thế giới như Huawei Cộng hòa Liên bang Đức, Techno Cộng hòa Pháp, Disney, Vương quốc Bỉ và nhiều đơn vị nổi tiếng khác. Sẽ là cơ hội để Kara Windows đa dạng dịch vụ phục vụ khách hàng cao cấp. Kara Windows luôn hiểu rằng yếu tố con người là chìa khóa tạo dựng thành công. Vì vậy, các kỹ thuật viên Kara Windows luôn được các chuyên gia hãng đào tạo trực tiếp và kiểm tra nghiêm ngặt, đặt yêu cầu trước khi bắt tay vào triển khai công việc. Đội ngũ công nhân sản xuất lành nghề luôn luôn chủ động và nắm bắt rõ yêu cầu và mục tiêu chất lượng cần hoàn thành sản phẩm và quản lý chất lượng xuyên suốt. Kara Windows áp dụng ISO 9001:2015 vào quản lý sản xuất, đồng thời triển khai chương trình 5S để đảm bảo hoạt động giám sát, theo dõi, đánh giá chất lượng kết quả công việc được kiểm tra nghiêm túc, tự giác. Với Kara Windows có khẩu hiệu chất lượng sản phẩm là bộ mặt của chúng ta, môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng là tính cách của chúng ta. Kara Windows, giá trị đích thực. Bằng sự phấn đấu cống hiến tận tâm dành cho khách hàng của tập thể Kara Windows, giờ đây Kara Windows đã tạo dựng nên nhiều công trình tầm cỡ như công trình Tràng An Complex tại địa chỉ số 1 Phùng Trí Kiên, Hà Nội, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư toàn cầu Tràng An thuộc GP Invest, với các sản phẩm vách mặt dựng, cửa nhôm, làm trang trí, cửa cuốn, cửa tự động và đặc biệt là hệ thống cửa cho biệt thự liền kề sử dụng với nguyên liệu được nhập khẩu từ châu Âu. Quy mô dự án gồm 3 tòa nhà cao tầng với gần 1.000 căn hộ, 31 biệt thự liền kề, tòa 14 tầng dịch vụ văn phòng cho thuê và dịch vụ cao cấp và trường mẫu giáo Tràng An. Dự án có tốc độ triển khai thần tốc, tốc độ hoàn thiện đồng bộ. Tràng An Complex đã được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vinh danh tại lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản 2018 là dự án đáng sống nhất. Nhà thầu đang áp dụng các cái công nghệ mới tiên tiến nhất ở trên thế giới và của các nước Đức và Pháp. Tại dự án trường học đây thì đang áp dụng công nghệ của Đức và được đánh giá phản hồi từ các quý phụ huynh cũng như là học sinh gửi ở đây thì là tương đối tốt về mức độ chuyên nghiệp của nhà thầu. Nhà thầu về cách quản lý và chi phối về mặt quản lý chất lượng những tiến độ của dự án thì rất là chuyên nghiệp. Về chất lượng của dự án thì nhà thầu luôn hướng đến cái mục tiêu mà chủ đầu tư gắn liền với hiệu quả công việc. Ví dụ như hiện tại sắp tới thì chúng tôi cũng đang dự kiến là sẽ lựa chọn nhà thầu Kara Windows cho cái dự án chúng tôi sang triển khai là 249 Thiệu Khê, là dự án là Condotel sát ngay Hồ Tây. Bên cạnh đó phải kể đến dự án tòa nhà trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cho thuê tiêu chuẩn 5 sao gồm 26 tầng với 3 tầng trung tâm thương mại, 5 tầng khách sạn, 17 tầng căn hộ và Sky Bar Phoenix Tower tọa lạc tại trung tâm ngã 6 Bắc Ninh do chủ đầu tư là công ty cổ phần Bông Sen Bắc Ninh. Thì là trước khi quyết định là đi đến chọn phần nhôm kính thì là tôi trực tiếp đi khảo sát một số đơn vị ở trong miền Bắc này, là cũng đi được khoảng đến 15 đơn vị và tôi đã quyết định là đến đơn vị Kara Windows. Tôi chọn sản phẩm và đến thăm công ty của công ty Kara Windows, là tất cả anh em về sản phẩm và sản xuất chất lượng tốt và sạch sẽ gọn gàng, và để tin tưởng để lắp vào cái tòa nhà của tôi. Kara Windows kỳ vọng đây sẽ là bước tiến lớn phát triển dự án ở khu vực phía Bắc, chứng minh được năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng. Nhà thầu thể hiện cái sự
nghiên cứu rất là nghiêm túc, kỹ lưỡng trong cái quá trình thiết lập hồ sơ chào thầu, cũng như là sự chuyên nghiệp trong quá trình xây dựng bài chào. Các chi tiết khó khi được chủ đầu tư hỏi thì nhà thầu đều trả lời một cách rõ ràng, rành mạch và đáp ứng được cái kỳ vọng của chủ đầu tư. Đấy, chính vì thế mà trong hơn 30 cái gói, cái hồ sơ chào thầu của gói thầu này, thì cuối cùng nhà thầu Nhôm Kính Cara đã được chọn là nhà thầu thi công của gói thầu này. Không những với cao tầng Cara Windows cũng đã tham gia vào dự án thấp tầng có yêu cầu chi tiết kỹ thuật cao như dự án Minori 67A Trương Định, Hà Nội của chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dự án toàn cầu, dự án TMS Grand City Phúc Yên của tập đoàn TMS với quy mô 18,57 hectare với sản phẩm gồm 315 căn nhà phố thương mại, 478 căn liền kề và 25 biệt thự hướng hộ cảnh quan, là dự án tiêu biểu về tốc độ hoàn thành với thời gian ngắn thể hiện năng lực tài chính của chủ đầu tư cũng như nhà thầu. Sau giai đoạn 1 hoàn thành, Cara Windows đã cho thấy được kinh nghiệm tổ chức thi công đồng loạt, kiểm soát tiến độ đáp ứng yêu cầu cho các dự án tương tự. Dự án Namdo Complex 609 Trương Định, Hà Nội, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư kinh doanh toàn cầu với quy mô 4 tòa tháp 28 tầng với gần 1.000 căn hộ, sử dụng sản phẩm nhôm kính và cửa nhựa lõi thép liên kề với cao tầng, được Cara Windows bàn giao năm 2013, và khối biệt thự liên kề thấp tầng giai đoạn 2 vừa được Cara Windows triển khai và hoàn thiện năm 2018. Khu nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường tọa lạc tại bãi biển Hoàng Tiến với 72 biệt thự song lập được tiếp giáp trực tiếp hướng biển. Một số dự án tiêu biểu khác như Sunshine Place của tập đoàn Sunshine với hạng mục gần 1.000 vách tắm kính, Bệnh viện Ung bướu Hương Việt 34 Đại Cổ Việt với quy mô 80 giường bệnh sản, dựng sản phẩm nhôm kính và cửa nhựa lõi thép, tòa nhà phòng học đa năng Đại học Lao động Xã hội với quy mô 17 tầng cùng rất nhiều các biệt thự cao cấp tại Vinhome, Ecopark sử dụng sản phẩm nhôm cao cấp Techno và Huex. Với sự đa dạng của thị trường trong sản phẩm nhôm kính và cũng là một sự phức tạp trong cạnh tranh, Cara Windows chúng tôi đã xác định cần phải đi đầu, đi mạnh và đưa đến cho khách hàng những sản phẩm với tiêu chí tiêu chuẩn cao. Chúng tôi đã hợp tác và là đối tác chính của hãng Huex từ Đức và hãng Techland từ Pháp. Chúng tôi cũng đồng bộ hóa dây chuyền máy móc công nghệ, các công cụ sản xuất và phần mềm từ các hãng để phục vụ và cung cấp ra thị trường những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của hãng cũng như là mang lại cho khách hàng những giá trị sản phẩm bền vững và lâu dài. Trên con đường phát triển, Cara Windows đã được ghi nhận với những giải thưởng nhà thầu thi công xuất sắc, top 100 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn, giải thưởng Cúp vàng triển lãm xây dựng Việt Build. Với tinh thần năng động trong cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi. Cara Windows, giá trị đích thực,